Hôm nay sẽ diễn ra hai nội dung chung kết ở môn nhảy cầu, 1m cầu mềm đơn nữ và 3m cầu mềm đôi nam. Ở nội dung 1m cầu mềm đơn nữ, cơ hội cạnh tranh huy chương của Ngô Phương Mai là cực kỳ khó khăn, trước những đối thủ tới từ Malaysia vượt trội về đẳng cấp. Huy chương đồng sẽ là mục tiêu khả dĩ của vận động viên này. Trong khi đó, ở nội dung 3m cầu mềm đôi nam, một tấm huy chương đã cầm chắc trong tay cặp đôi Thế Anh và Tùng Dương, bởi nội dung này chỉ có hai quốc gia tham dự là Việt Nam và Malaysia. Biết là được ở trong tay nhưng mà mình vẫn phải cố gắng nhảy tốt cái bộ của mình để có thể xuống nước được cái trạng thái tốt nhất và đẹp nhất thì mới là thành công nhất. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tấm huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 từ lúc 15 giờ chiều nay. Trong khi đó, đội tuyển kickboxing Việt Nam hôm nay cũng bắt đầu với những trận đấu thuộc vòng loại. Theo kết quả bốc thăm, nhà đương kim vô địch hạng 48kg nữ full contact, Nguyễn Thị Hằng Nga sẽ chạm trán với Teo Viren của Malaysia. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch hạng 51kg của nam Huỳnh Văn Tuấn chỉ gặp đối thủ không mấy tên tuổi người Lào, Khu Pha Vành. Huy chương vàng SEA Games 30 Nguyễn Xuân Phương ngay ở vòng đầu đã đụng phải đối thủ nặng ký người Thái Lan là Aruno Sivapan. May mắn cũng gọi tên Kiều Duy Quân và Dương Danh Hoạt khi bốc thăm được vào thẳng vòng bán kết ở hạng 54kg và 71kg low kick. Cũng trong ngày hôm nay thì nhiều môn thể thao sẽ chính thức bước vào các ngày tranh tài tại SEA Games 31 và sau đây hãy cùng đến với lịch thi đấu cụ thể. Trong ngày thi đấu hôm nay, bộ huy chương đầu tiên của SEA Games 31 sẽ được trao, đó là ở môn nhảy cầu, khi vào lúc 15 giờ chiều sẽ diễn ra chung kết nội dung cá nhân cầu mềm 1m dành cho nữ. Trước đó vào buổi sáng, các vận động viên sẽ bước vào phần thi vòng loại. Một nội dung khác của môn nhảy cầu cũng diễn ra trong ngày hôm nay là vòng loại 3m cầu mềm phối hợp dành cho các nam vận động viên. Ở môn bóng ném bãi biển, nội dung của nam, đội tuyển bóng ném nam quốc gia sẽ có cuộc đọ sức với đội tuyển Thái Lan vào lúc 17 giờ. Còn ở môn bóng đá, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại giải gặp đội tuyển U23 Philippines vào lúc 19 giờ. Cũng trong ngày hôm nay, môn kickboxing sẽ khởi tranh tại Bắc Ninh với các trận đấu tại vòng loại diễn ra từ lúc 10 giờ sáng.